Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Sutk đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Ở trong tập trước, Lộc đã xây được ngôi nhà và bên trong mình đã đặt cái bàn enchant ở trong đó rồi. Đấy, còn phía trên là cái quán cà phê nhưng mà mình chưa kịp trang trí các bạn. Phần ngày hôm nay, mình sẽ các bạn sẽ đi vào địa ngục nha. Nãy giờ mình có làm cái cổng rồi đi xuống địa ngục rồi đào được ít thạch anh nè các bạn. Nhưng mà mình nhìn lại thì cái phần quay màn hình đây nó bị lỗi. Cho nên sorry các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng trở lại địa ngục thôi. Đấy. Rồi ok, mình đã trở lại địa ngục rồi. Này, hồi nãy mình đào ngay đây một ít thạch anh rồi này. Mình đào cho đủ 30 level rồi mình về enchant luôn á các bạn. Đó. Ui, ở dưới là lava kìa. À, mình để ý là cái chỗ mình spawn ra không gần cái tòa thành cái mà. Đấy, tòa thành địa ngục ấy. Bây giờ mình phải đi tìm nó nữa, tại vì trong tòa thành nó mới có cái búa địa ngục ấy. Đó, tại vì búa địa ngục là cũng như là chất để mình chế thuốc ấy, cho nên thiếu búa địa ngục không có làm thuốc được đâu các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đào hết cái chỗ thạch anh này nhá. Đấy, đào thạch anh cũng là một cách rất là hiệu quả để mình lấy được kinh nghiệm ở giai đoạn đầu các bạn, khi mà chưa có mấy cái mob farm ấy. Đó, mới đây mình 27 level này. Đó, mình làm sau chỗ này chắc được 28 level đấy. Ồ, gần 28 rồi. Để mình nhìn xung quanh coi. Mình vẫn chưa thấy cái tòa thành ở đâu hết á. Nhưng mà ở đây có rất là nhiều cái thạch anh luôn này. Ok cảm ơn, mình đã tìm thấy cái tòa thành này. Có cuộc đi nãy giờ thì cũng tìm ra rồi. Đấy. Rồi giờ thì đi vô trong rồi. Mà mình quên đem theo đuốc để làm dấu nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ đào vô luôn đi. Tại giờ mình có khá là ít mấy block á các bạn, cho nên phải đào vô thôi. Đó. Cái tòa thành. Hình như phía trên mình là cái spawner của con Play ấy. Mình nghe tiếng con Play rồi kìa. Vậy là có cái để làm cái đồ chế thuốc rồi các bạn ơi. Tại vì cái que quy lửa là cái vật liệu để chế tạo cái bàn chế thuốc đây. Khá là may mắn luôn. Rồi. Chưa tới nữa ta. Đó, bây giờ mới được cái thành tựu này. Rồi, tới này. Đi ra đi. Wow. Giờ mình sẽ lắp lại chỗ này đi các bạn ơi. Đấy, đào gì kỳ quá. Một tí mình sẽ làm một con đường khác để trở về nhá. Tạm thời thì lắp cái chỗ này lại đi. Đó. Chạy. Đâu rồi? Ui, nó đánh đau cực các bạn ơi. Ăn vô. Quên. Ao. Rồi, đừng. Ui, núp. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Nhà đi xích vô trong cái nè. Ui, nó bắn qua kìa. Ăn vô. Nhầm. Yay, mình được cái gì đây? Hiệu ứng nè các bạn. No bụng. À, kiểu như ăn vô rồi nó hồi thức ăn đó các bạn. Đúng không ta? Được một cái que bị lửa rồi. Bây giờ mình không có đem theo cái. Mình có cái khiên mà. Cái khiên không có đỡ được cái đòn đánh của con Blaze các bạn ơi. Chạy thôi. Không, mình sẽ quýnh nó luôn. Chạy hả? Rồi, ăn vô đã. Quýnh đau cực. Rồi. Mình được nhiêu rồi? Được 2 rồi. Đó, được hai cái que rồi. Yeah. Rồi. Bây giờ thì cái nó đánh khó né quá các bạn ơi. Không biết sao né được luôn á, tại vì cái khiên không chặn được luôn ấy. Ok, giờ con áo nó thôi. Kiếm ra. Yeah. Mình nghi mình ngõm dưới địa ngục quá các bạn ơi. Tại vì mình không có đồ kháng lửa ấy. Thôi, té. Bên kia có một cái nữa kìa. Bây giờ mình sẽ tìm cách đi vô bên trong nha các bạn.
cái tòa thành thì nó bị bể hay sao này. Đó, wow, cũng khá là dài đấy. Để coi phía trước có gì không nha. Phía trước đường cùng rồi. quay lại. Đó. Vậy là mình được hai cái que rồi. Một cái que mình sẽ làm cái bàn chế thuốc, còn một cái que mình sẽ làm nhiên liệu để nấu thuốc lên đó các bạn. Đó, tại vì cái bàn đó cần nhiên liệu ấy. Đó. Cái này có đường lên này, mình sẽ lắp lại. Có lava nguy hiểm lắm tụi ơi, tại vì bây giờ mình đồ sắt này lava dính lava một phát là chết ngay ấy, không đụ được đâu. Cái này đường cùng luôn rồi. Dữ quá, chạy. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây đi. Đó. Tính ra có tòa thành này rất là nhiều cái ngã tư luôn các bạn. Rất thích hợp để làm mấy cái farm mấy cái farm anh xương ấy. Anh xương đen. Mà ở đây nguy hiểm quá các bạn ơi. Mình đồ sắt này nên rất là yếu. Rồi, giờ thì lấy cái búa đường ngục thôi. Đó. Cách linh hồn mình có đào nãy rồi, nhưng mà thôi kệ, lấy luôn đi. Rồi, vậy là hôm nay hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đấy, có được cái búa đường ngục rồi. Đó. Yeah. Bây giờ mình còn phải lượm hết mấy cái đồ trong mấy cái rương nữa các bạn à. Tại vì dưới này đờ nó vẫn có rương nha các bạn. Trong tòa thành này này. Đó, cho nên không thể bỏ lỡ được đâu. Ok, đi quanh đây đi. Đó. Đi qua đây coi. Nãy giờ mình chưa thấy cái rương nào hết ta. Kỳ nhờ. Có vẻ không có rồi. Giờ đi xuống lại. Ở phía trước có cái rương kìa các bạn ơi. Giáp ngựa. Mình rất thích giáp ngựa kim cương luôn các bạn. Tại vì giáp ngựa kim cương nó bị khó ra luôn ấy. Rồi, được rồi. Ước gì mình tìm được kim cương dưới này nha. Tại vì dưới này mình, theo mình biết ấy, vẫn có thể ra được kim cương các bạn. Rồi, qua đây coi. Vàng với yên cưỡi, kệ lấy luôn. Đấy, có yên cưỡi thì sau này mình gặp ngựa mình sẽ bắt luôn nha các bạn. Đây nữa này. Lấy về. À, rồi, để mình xem nào. Tính ra hết rồi. Vậy là hết rồi. Tính ra tòa thành này cũng không bự lắm đâu các bạn ơi. Chỉ có lưu thưa mấy cái rương à. Ok, chắc bây giờ mình về nha. Tại vì mình hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi ngày hôm nay rồi. Đấy, rồi. Bây giờ thì quay trở về thôi. Rồi, ok, cảm ơn. Mình đã đủ 30 level rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cây cúp mới này. Đấy, rồi qua bên kia để enchant nha các bạn. Rồi, đi qua bên enchant thôi. Đây. Tại vì hôm bữa mình gặp cây cúp của mình nó có cái dòng hiệu suất 4 các bạn ơi. Mà hiệu suất 4 thì khá là hiếm ấy. Phải có gia tài nữa thì tuyệt vời luôn ấy. Rồi, ok, giờ bỏ vô nè. Đó, hiệu suất 4 thấy không. Rồi, bỏ vô. 1, 2, 3. Boom. Đó, được thành tựu người phù phép rồi. Vậy được chầm móng 3. Cũng khá là ok đó các bạn. Rồi, dục như này vô đi. Rồi, bây giờ mình sẽ về nhà rồi chế tạo một cái vàng qua thuốc nha các bạn. Đấy, còn việc qua suốt thì để những tập sau nha. Đấy, hôm nay chỉ chế tạo thôi. Rồi, một cái que này. Và hình như cần đá cuội nữa thì phải. Để mình thử lấy đá cuội coi. Đó, đây, cái vàng qua thuốc đây. Rồi, tạm thời thì vàng qua thuốc thì mình sẽ đặt ở trên đây. Đó. Rồi, với hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay rồi. Công việc tiếp theo ấy, mình sẽ làm một cái máy farm kinh nghiệm bằng cái spawner của con skeleton nha các bạn. Đấy, tại vì mình có tìm được cái spawner của con skeleton ở những tập trước đây. Đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ cắt đồ đi. Rồi mình và các bạn cùng làm nhá. Sau một hồi quyết định thì mình sẽ đổi kế hoạch các bạn à. Mình sẽ dùng cái spawner gần nhà mình làm cái farm kinh nghiệm luôn. Tại vì mình cũng ít sử dụng mấy cái farm lắm các bạn à. Farm kinh nghiệm ấy. Sau này mình giết rồng rồi, mình sẽ làm cái farm enderman thì nó sẽ rất là hiệu quả luôn. Còn tạm thời thì dùng đỡ cái farm kinh nghiệm bằng zombie đi. Đó, tại vì sẵn tiện kế bên nhà mình này. Ok, giờ thì xuống dưới đào thôi. Đấy, nó ngay đây này. Đó, mình làm kiểu đơn giản thôi các mà. Cái spawner này nó rất là gần mặt đất luôn này. Nó ở tầng 53 rồi. Đấy, thành ra làm nó sẽ nhô lên cao nhìn rất là xấu luôn. Mình thì không thích như vậy đâu. Cho nên tạm thời dùng đỡ nha bạn. Mình đập cái rương này ra đã. Đấy, mình quên đem theo cây rìu mất tiêu rồi.
Đấy, tạm thời dùng tay đập luôn. Đó, dời cái mấy cái rương này ra trước các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đập một căn phòng có kích thước là 9x9 nha, có nghĩa là từ cái spawner này về mỗi hướng là 4 ô ấy. Này là 1 2 3, đó, 4 ô. Đó, tương tự ở ba hướng còn lại luôn nha. 1 2 3 4. Rồi ok cảm ơn. Sau khi các bạn đào cho mình căn phòng có kích thước là 9x9 này. Đó, thì các bạn sẽ đào xuống cho mình thêm 3 ô nha. Đây, 1 2 và 3 ô. Đó. Rồi. Ở trên các bạn phải chặn block nha, nếu không thôi mấy con quái nó sẽ spawn ở phía trên đó các bạn. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng ấy. Rồi. Đó mới đây nè. Đã hồi sinh ra rồi. Phải cắm đuốc thêm nha các bạn. Đấy, nếu không thôi nó spawn đấy. Rồi, ok, giờ mình sẽ đào xuống 3 ô thôi. Rồi, ok, cảm ơn. Sau khi các bạn đào được một căn phòng 9x9 và đi xuống thêm 3 ô thì các bạn sẽ đào cho mình một ô ở chính giữa này nha. Một ô hay ba ô ta? Tại vì mình muốn kiểu như zombie nó dễ rớt xuống hơn các bạn. Để mình xem nào. Tạm thời sẽ là 3 ô. Ok, tạm thời một ô thôi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống nè. Ui zombie. Ui da. Ai da. Ui. Nó đi xuống chung với mình luôn chứ. Phải xoài á. Rồi, mình sẽ cắm đuốc thêm nào. Đó, nếu không nó sẽ spawn ra các bạn à. Rồi mình sẽ xuống thêm 4 ô đi. 1, 2, 3, 4, 5 ô càng tốt nha. Mình nghĩ xuống 5 ô nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đào qua đây này. Đó. Và ở bên kia mình sẽ xử lý con zombie này. Đấy, mình tự dùng tay chém thôi. Đấy. Ui da. Đó, nó spawn ở phía trên rồi đấy. Mà thôi kệ nó đi, giờ mình sẽ cắm đuốc cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi. Đấy. Để mình xem nào, tại vì nước, tầm của nước thì chỉ được 8 ô thôi mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đây là ô thứ 8 này. Đó, chỉ là cách ra 1, 2, 3, 4, 5 ô. Đấy, cách 5 ô mình sẽ đào đi lên nha. Ok, cảm ơn, để tăng lượng zombie gớt xuống đây, mình sẽ đào ra thành 9x9 nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đặt mấy cái cổng này vô này. Đó, và sau đó mở ra nha, nhớ mở ra thì zombie nó mới gớt xuống được nha các bạn. Đấy, rồi. Đó. Búp búp búp. Giờ chân giữa nữa. Rồi, vậy là xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử đổ nước vô nha. Đó. Đấy, nó tới đây nè, nó vẫn gớt xuống dưới bình thường nha bạn. Không được. Mình sẽ gớt xuống dưới ấy. Mà tạm thời là vậy đi. Đó, rồi, giờ thì mấy cái nào thừa thì mình đập ra thôi. Vậy là xong rồi đó các bạn. Cái này mình làm kiểu đơn giản thôi các bạn, tại vì mình sắp tới mình sẽ cố gắng đánh rồng ấy. Rồi mình sẽ làm cái máy farm gì ta? Nó farm Enderman thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều luôn. Rồi, cái này nè, để phòng trường hợp mình cần kinh nghiệm đột xuất các bạn. Đấy. Với lại trong Minecraft ấy, một món đồ xài, đồ kim cương xài rất là lâu luôn các bạn. Đấy, chứ đâu, mình đâu cần enchant thượng đâu đúng không? À, rồi, đặt vô. Đấy, đổ nước bốn góc nha. Rồi sau đó mình mới dập đuốc được các bạn ơi. Đây, đó, đây là đường lên này. Rồi, đặt vô đây. Và một xô nước thôi. Ừ mà quên nữa, ở phía dưới cũng đặt nước nha bạn. Thì ở phía dưới có nước thì nó mới đẩy mấy con zombie xuống dưới, xuống để mình chém ấy. Đó. Rồi, bỏ đi. Giờ đánh luôn đi ra. Thì mình lên mình lấy thêm 3 xô nước nữa. Rồi ok, mình đã đổ nước ở phía dưới xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái slab đi để mình chặn lại các bạn, để con zombie nó không có tràn vô mình ấy. Đó, mình sẽ chặn ở phía trên này. Ngay đây. Đó. Đúng rồi, như tầm này là mình có thể đánh được nó rồi này. Đấy. À, mình có thể gai vô luôn này. Còn phía dưới này mình sẽ làm hopper nha các bạn. Nhưng mà tạm thời để mình tắt cái máy này đã, để coi nó có hoạt động tốt không. Với lại là làm mấy cái chỗ farm zombie này thì AFK khá là lâu á các bạn ơi. Đấy, mình thì không thích AFK lâu đâu. Đấy, mà lúc mà cần gấp ấy các bạn thì bắt buộc phải AFK thôi. Đấy, vậy là xong rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên nha. Rồi lắp lại. Cái này mình sẽ dùng đá cuội đi để phân biệt, rồi có gì sắp tới mình vô mình sửa lại nữa. Đấy. Búp. Rồi xong. Rồi, công việc tiếp theo là chỉ cần đợi dưới thôi các bạn ơi. Ok các bạn ơi. À, như vậy mình đã hoàn thành cái chỗ farm zombie này rồi. Đấy, mình đặt mấy cái hopper ở phía dưới cái slab này để cho hopper nó đẩy đồ vô rương này này.
À, cách farm này mặc dù nó hơi tốn thời gian các bạn ơi, vì mình cần phải đánh cho nó chết luôn ấy. Đấy, nhưng mà ít nhất mình cũng có thể farm kinh nghiệm một cách dễ dàng rồi. Đấy. Rồi. Và mình thấy là mấy cái cầu thang mà đá gì ta? Đá underside này các bạn rất là đẹp luôn này. Đó, mình nãy mình bật bàn chế tạo lên mình thấy mình grab luôn. Đấy. Đó. Làm cái này thì các bạn nên chuẩn bị đá nha. Thật là nhiều đá luôn để làm kiếm đá các bạn. Chứ farm nãy giờ mình gãy hết 1-2 cây đấy. Rồi, cây này cây thứ ba hay gì này. Ù, con zombie mặc đồ sắt kìa. Rồi, ok. Hôm nay farm miếng thôi các bạn ơi. Ok, giờ mình đi lên nha, để làm công việc tiếp theo nữa. Ok, cảm ơn mình đã cắt đồ xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá thế giới nha. Ở tập trước ấy thì Lộc cùng các bạn đã khám phá được một ngôi làng ở phía bên sa mạc. Bây giờ mình sẽ đổi về hướng đồng bằng để tìm một ngôi làng ở vùng đồng bằng nha các bạn. Đấy, để xem sự khác biệt giữa ngôi làng ở đồng bằng và ngôi làng ở sa mạc nó như thế nào nha. Rồi, mình cũng đem theo cái yên cưỡi này. Đó, tại vì ở hướng đây có mấy con ngựa các bạn. Mình muốn bắt một em để đi cho nó nhanh đây. Ok, giờ thì leo lên. Ui. Ui, em này khó tính thế. Ui. Ui, em này có vẻ chạy nhanh đấy các bạn ơi. Đó. Ui, mình có linh cảm em này chạy sẽ rất nhanh này. Ok, cũng được ấy. Cũng đâu tới nổi đúng không các bạn. Đấy. Yay. Rồi bắt thêm một em nữa coi. Thử em này coi. U em này còn ít máu hơn em kia nữa. Không biết em chạy như thế nào thôi. Mấy em này lì quá. Rồi được rồi này. Em sẽ lấy yên ngựa từ bên đây qua nhá. Ây da. Rồi lấy yên ra. Rồi leo lên. Em này chạy mới nhanh này các bạn ơi. Rồi mình thấy em này được rồi này. Đó. Bên đây cũng là cái dùng Savannah này. Cù các kiểu luôn, nhưng mà cù thì mình cần đâu các bạn. Tại vì giờ mình có bánh mì ăn rồi. Đấy, mình đem theo 30 ổ luôn. Yay. Đấy, tính ra có em ngựa chở thì sẽ đi rất là nhanh luôn các bạn. Với lại mình không cần phải tốn nhiều thức ăn ấy. Đó. Cái này là sa mạc nữa này. Wow. Nhìn hùng vĩ thiệt các bạn. Nhìn cái đội này kìa. Oh my god. Rồi đi tiếp đi tiếp. Tới dùng đồng bằng hay sao nữa này. Cái này đẹp thiệt các bạn ơi. Này các bạn nhìn này. Mình hơi bị thích chỗ này luôn á nha. Cái này mà xây kiểu như nhà mà kiểu dọc theo cái sườn núi này các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn ấy. Rồi giờ ngủ cái đã, chờ tối rồi này. Ok, bây giờ lên đường tiếp thôi. Đấy. Em ngựa mình lội nước không được các bạn ơi. Giờ phải đẩy em ra này. Lên em ơi. Đó, rồi đi tiếp. Nhìn này đẹp thiệt các bạn. Ở đây lại có ngựa này, nguyên đàn ngựa. Ngựa đen luôn, hồi nãy là ngựa màu nâu, giờ tới ngựa đen nè các bạn. Đó. Cùng nâu kìa. Cùng nâu với cầu đen luôn. Wow. Ở đây lại là dùng gỗ sồi sẫm. Đúng rồi, gỗ sồi sẫm. Wow, tới đây là ngựa đốm rồi. Tới ngựa đốm này. Tính ra cái dùng của mình ấy cũng rất là nhiều ngựa luôn á các bạn. Mà cái cây này đẹp cực này. Wow. Sao mấy khu xa mình toàn khu đẹp không nhờ. Khu mình thì không được nhìn. Các bạn comment là nhìn không được đẹp cho lắm ấy. Kêu Lộc tìm chỗ khác ở. Nhưng mà không sao đâu các bạn. Chỗ xấu mình phải biến từ chỗ xấu thành chỗ đẹp mới hay nữa chứ đúng không? Ở đây thì hình như có con slam á các bạn. Wow. Có cái bông này nè, bông này hơi biến luôn á các bạn à. Yeah. Dạ, nó lót chân hơi lắc các bạn. Rồi, cái bông này về để đặt vô cái chậu này. lấy hết về. Đó, tại vì mình cái chỗ này khá là xa nơi mình ở đây, cho nên mình phải lấy thôi các bạn à. Rồi, đi tiếp. Ở đây có mấy cái lá súng nữa. Đấy, mình sẽ lấy về có gì trang trí luôn đó các bạn. Đó. Khi nào mình cần kiểu như cần đất sét ấy, mình sẽ đi tới dùng đầm lầy. Tại vì thường dùng đầm lầy rất là nhiều đất sét luôn các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ lấy hết. Lấy về. Hình như mấy cái lá súng này cũng có thể nhận được khi mình câu cá ấy. Đó. Rồi, ok, sắp tới mình sẽ thử câu cá coi. Đấy, để kiếm thêm mấy cái lá súng trang trí các bạn. Rồi, đi thôi. Đấy. Bên kia còn mấy cái bông nữa kìa.
Wow. Lấy hết luôn. Ui. Ui. Ui phù thủy, phù thủy, phù thủy. Wow, lần đầu mình gặp phù thủy có nhà luôn đó mà. Lần đầu mình gặp cái nhà của phù thủy luôn ấy chứ không phải là phù. Wow. Ui mời mình lại gần không biết được không ta. Kìa bá nhìn mình kìa. Ok luôn, mình sẽ lại gần coi. Ui. Ui. Wow. Ui, bá dục chỉ kìa. Ồ, bá uống thuốc, bá uống thuốc, bá uống thuốc kìa. Ui. Ây da. Rồi. Ui no 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 no. Bá cho thuốc, bá cho thuốc mình. Quýnh bá này. Rồi. Ui. Ủa tự nhiên bả dục chỉ ra chi nhờ. Giờ mình thử lên nhà bả coi có gì không nhá. Ui, lần đầu gặp nhà phù thủy luôn. Ủa cái này là gì đây? Ủa cái này là cái gì? Cái vạt hả? Đúng cái vạt không? Phải không các bạn? Ờ đúng rồi cái vạt. Ô bạn chế tạo trả bả đi. Chậu bông. Ô mình lấy cái chậu này. Lên nấm luôn. Rồi. Ui. Wow. Ui lần đầu mình gặp luôn ấy. Rồi giờ đi tiếp thôi. Ui vô tình gặp được nhà của bà phù thủy luôn này. Nhưng mà ngõ các bạn, cái nhà bà phù thủy không có rương, chỉ có cái vạt với cái bàn chế tạo à. Phải có rương để mình lút đồ thì được biết mé. Thôi kệ đi, ít nhất cũng được cái vạt miễn phí rồi. Rồi đi qua đây coi. Ui đây nhiều lá súng lắm nè. Qua đây xíu. Để mình xem nào. Ồ có cái hang. Nhiều bông lắm các ơi. Mình được 22 cái bông rồi. Lấy tầm 25 cái bông đi. Đó, 24 cái rồi. Rồi, 25 cái. Yay. Đây là vùng đầm lầy hơi bự đó các bạn. Cái vùng đồng bằng thì lại nhỏ mà sao đầm lầy lại bự thế nhờ. Bên kia đồng bằng kìa, dễ. Rồi tìm cách qua bên kia thôi. Đó. Nước một ô thì ngựa mình vẫn có thể đi được nha bạn ấy, mà kiểu hai ô là ngựa mình lội không được đâu. Đó, một ô nè vẫn đi được bình thường này, nhưng mà có điều hơi chậm thôi đấy. Để mình xem coi. Trái rừng, trái rừng, trái rừng, trái rừng. No 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 no. Trái rừng. Oh my god, oh my god. Ủa xem ném bé ngựa mình ngõm luôn rồi. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Đó, mình phải dập chỗ la bàn mới được. Không thôi cháy rừng đấy các bạn. Đó, phải bảo vệ rừng. Đấy, rồi, ok rồi. Đó. May quá, may quá. Sô ghi bé ngựa nhá. Mình sơ ý xíu các bạn. Rồi, đi tiếp, đi tiếp. Để mình xem coi. Bên đây là biển hay sao các bạn ơi. Lại là dùng đầm lầy nữa. Mất trời. Toàn là đầm lầy thôi. Để mình đi qua đây coi. Ây da. Wow. Có cái bông gì nè. À không, cái đâu cái bông hướng dương chứ. Tại vì đó giờ mình không có gặp bông hướng dương các bạn ơi. Nhảy quá. Đây 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 nè, bông hướng dương nè. Yeah, lấy một cái bông thôi các bạn à, tại vì bông hướng dương mình có thể nhân giống lên đây. Rồi. Để mình đi qua đây coi, coi còn gì nữa không ta. Đi lên quanh coi. Sao vẫn chưa gặp làng nhờ. Làng có vẻ hơi khó tìm mấy các bạn. Rồi cứ đi đi. Đấy, từ từ cũng gặp thôi. Ây da, hồn mày quá. Làng đâu ta. Có vẻ hướng bên đây không có làng nữa mơi. Toàn là đầm lầy thôi. Mình thấy gần đầm lầy không có làng các bạn. Đó giờ mình chưa gặp cái làng nào ở đầm lầy luôn ấy. Các bạn nào mà gặp làng ở đầm lầy thì nhớ comment cho Lộc biết nha. Chứ đó giờ là Lộc chưa gặp làng ở đầm lầy luôn á. Ok giờ chắc quay đầu tình tình về đó các bạn. Ok, mình đã trở về nhà rồi đây. Và ở tập sau ấy, các bạn muốn Lộc làm gì hay chế tạo như vậy thì đừng quên comment ở dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.